trở lại với Hai Khoai TV. Xin chào các bạn. Hôm nay bố con nhà Khoai sẽ tiếp tục vào bếp và giới thiệu đến các bạn một món đặc biệt, đó là món ốc siêu cay. Ốc mới bắt được ít nha các bạn. Đây, ốc đây. Ốc đã đang ngâm mớt để cho ốc nhả hết những cái chất bẩn ra. Còn trong lúc chờ đợi thì Mộc Khoai sẽ làm món mắm ớt để chốc nữa là có một nước chấm tuyệt vời, hơi bị ngon. Khoai đã bao giờ ăn ốc chưa? Dạ ăn ốc nhiều rồi. Thế con ăn món gì, ốc gì? Bún ốc ạ. Bún ốc rồi. Đấy. Không có ốc biển. Toàn ăn ốc đồng. Ốc đồng. Dạ tỏi nha các bạn. Một cái ra là đúng. Tiếp theo là ớt. Dạ ớt đây. Nhìn này. Ớt siêu cay. Hy vọng món này sẽ thành công. Món này có gì đâu mà thành công. Nhãn nghẹt là thì sao bố? Nhãn nghẹt làm sao được? Món này là quá đơn giản. Bố nghĩ ra hay là... Này, xem mắm ướt này. Đấy. Bây giờ sẽ... đổ nước mắm á. Cho bột ngọt này. Bột ngọt vào, nhầm. À, nước mắm rồi. Bố, chết rồi. Cảm ơn ý bố. Nhìn nước chấm nữa các bạn. Cực ngon. Rồi, còn món ốc này bây giờ sẽ bắt đầu chế biến nha các bạn.